Dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, thời gian qua trong khuôn khổ dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức các lớp học nhằm nâng cao năng lực kinh doanh cho các hợp tác xã lúa gạo tại 6 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Sau một thời gian triển khai thì hôm nay, Bộ Nông nghiệp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tập huấn và huấn luyện nâng cao năng lực kinh doanh cho các hợp tác xã lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo có sự tham gia của giảng viên thuộc các trường đại học như Đại học Cần Thơ, Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn, chuyên gia về đào tạo và phát triển tổ chức, công ty tư vấn GFA, cán bộ dự án GIC của tổ chức GIZ, các giảng viên nguồn cấp tỉnh, những người trực tiếp thực hiện tập huấn và huấn luyện cho các hợp tác xã, cùng đại diện Ban Quản lý Dự án GIC các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng. Tại hội thảo, các giảng viên và đại diện các địa phương đã chia sẻ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai việc tập huấn, huấn luyện cho các hợp tác xã trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và bài học để cùng nhau cập nhật tài liệu, phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao năng lực kinh doanh cho các hợp tác xã, đáp ứng được mục tiêu của dự án. Đồng thời, đây là diễn đàn để thảo luận định hướng nhằm tiếp tục duy trì, mở rộng triển khai các hoạt động phát triển hợp tác xã trong tương lai. Trong khuôn khổ dự án GIC, khoảng 80 hợp tác xã lúa gạo thuộc 6 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ sẽ được nâng cao năng lực kinh doanh, tăng tính cạnh tranh và lợi nhuận cho các hợp tác xã khi tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo. Theo Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Lâm Đồng, diện tích mắc ca toàn tỉnh này đang vào khoảng gần 5.200 ha, trong đó diện tích đang cho thu hái kinh doanh vào khoảng 1.600, sản lượng quả khô năm 2022 đạt trên 2.200 tấn. Đáng chú ý là trong hơn 5.200 ha diện tích mắc ca của Lâm Đồng thì số trồng thuần, độc canh chỉ vào khoảng 151 ha, còn lại trên 5.000 ha chủ yếu được trồng sen ở trong vườn cà phê và chè. Theo tính toán, với mắc ca trồng thuần thì lợi nhuận trung bình năm thứ 5 và năm thứ 6 sẽ là hơn 172 triệu đồng trên 1 ha và từ năm thứ 7 trở đi sẽ là khoảng 385 triệu đồng trên 1 ha. Vâng, thời điểm này thì người trồng mắc ca ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Sản phẩm mắc ca tươi đang được thương lái và các cơ sở chế biến thu mua với giá khá cao từ 80 đến 110 ngàn đồng một ký, tùy chất lượng và khu vực trồng. Tại huyện Di Linh, bà con nông dân các xã, thị trấn đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mắc ca với giá đầu vụ ở mức giá khá cao, từ 80 đến 110 ngàn đồng một kg, tùy chất lượng. Tương tự tại các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đàm Rồng, hạt mắc ca tươi đang được các cơ sở chế biến thu mua với giá từ 85 đến 90.000 đồng một kg. Đối với sản phẩm hạt sọ, tức là đã bóc vỏ, có giá từ 210 đến 320.000 đồng một kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, 1 hecta mắc ca trồng thuần người dân lãi từ 250 đến 300 triệu đồng. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay có 175.000 hecta trồng cây cà phê đặc canh, nên đây là điều kiện thuận lợi để có thể phát triển trồng sen mắc ca, góp phần tăng thu nhập cho người dân, giúp nông dân yên tâm canh tác cà phê và chè bền vững, tăng độ che phủ đất, đa dạng hóa sản phẩm để giảm rủi ro về thị trường, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Vụ năm nay, năm 2023, hơn 1 tấn mắc ca thu hoạch của người dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã được các doanh nghiệp địa phương thu mua, chế biến, đóng hộp, hoàn thiện và đưa ra thị trường. Đây cũng là lần đầu tiên mắc ca trồng tại vùng đất Quảng Ngãi trình làng đến tay của người tiêu dùng. Vườn mắc ca 4 năm tuổi rộng khoảng 6,5 hecta của ông Nguyễn Lên ở xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Năm nay, ông Lên ước thu khoảng 1,5 tấn mắc ca tươi. Diện tích trồng là 6 hecta rưỡi. Số lượng cây là 1.500 cây. Năm nay đây khoảng thu khoảng được 1 tấn rưỡi. Bán với cái giá là 80 ngàn trên 1 ký. Điều đáng mừng là không hái và bán khô sang tỉnh bạn như những năm trước đó. Vụ thu hoạch năm nay 2023, hơn 1 tấn mắc ca thu hoạch của người dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã được Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Liên thu mua, chế biến và đóng hộp để bán ra thị trường. Sản phẩm được đóng hộp hũ nhựa có trọng lượng 0,5 kg một hộp, với giá bán loại đặc biệt là 280.000 đồng một hộp, loại 1 có giá là 250.000 đồng một hộp và loại 2 có giá là 220.000 đồng một hộp. Sản phẩm này là dự kiến là sắp tới là sẽ đưa ra thị trường và năm nay thì hợp tác xã mới là thu về để chế biến
năm đầu tiên. Đến hiện tại thì hợp tác xã đã chế biến là gần được khoảng tầm 5 tạ. Qua theo dõi thì đến nay thì cây mắc ca thì nó cũng đang sinh trưởng ra boa và cái đậu trái rất là tốt, và cũng về cái sản lượng thì cũng đạt cơ bản cũng đạt yêu cầu. Thì một số bà con nhân dân trên địa bàn xã Xuân Liên hiện nay á, là con cũng rất là muốn trồng cây mắc ca mở rộng, nhưng mà bây giờ là cũng chưa có cái cơ sở pháp lý, cũng chưa có cái nguồn lực tín dụng nào là để hỗ trợ cho bà con để mở rộng cái diện tích trồng cây mắc ca này. Thì trong thời gian đến thì riêng chính quyền địa phương thì cũng kiến nghị các cấp trên thì cũng xem xét đánh giá để có hướng hỗ trợ cho bà con để phát triển bền vững cái cây mắc ca trên địa bàn xã Xuân Liên. Với kết quả thực tế khả quan, cây mắc ca đang hứa hẹn tạo nên sự đột phá, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai. Tin liên quan đến thị trường thủy sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký văn bản về việc thông tin báo chí phản ánh và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành về Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP kiến nghị 6 giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp thủy sản. Văn bản yêu cầu các bộ cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao xem xét xử lý các quy định, các kiến nghị của VASEP. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu các kiến nghị của VASEP để theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có giải pháp phù hợp theo thẩm quyền và quy định hiện hành, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan nêu trên trong quá trình xử lý các kiến nghị của VASEP nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành thủy sản trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao nhiệm vụ xem xét, xử lý theo quy định kiến nghị tiếp tục cho doanh nghiệp vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động. Nghiên cứu sửa đổi, đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0,5%. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ trì, xem xét xử lý theo quy định kiến nghị về việc điều chỉnh lãi suất cho vay, cấp tín dụng, cơ cấu lại gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản. Hiện giá cá tra giống tại Đồng Tháp, Tiền Giang đang giảm đến 40% so với đầu năm, xuống ở khoảng là từ 18 đến 20 ngàn đồng một ký loại 30 con. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Năm nay do chi phí sản xuất tăng cao nhưng giá cá xuất bán ra thấp nên người nuôi cá giống không còn động lực để thả nuôi cho vụ mới. Giao dịch thu mua cá giống trên thị trường đồng bằng sông Cửu Long khá trầm lắng. Điều này đang tiềm ẩn nguy cơ thiếu nguyên liệu để chế biến vào nửa cuối năm cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản đánh giá sản xuất và xuất khẩu cá tra đang khó chồng khó khi chi phí đầu vào cao cùng với việc thắt chặt tín dụng và lãi suất tăng khiến cho doanh nghiệp và hộ nuôi khó khăn về mặt nguồn vốn. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông cho biết là sẽ cấm nhập khẩu hải sản từ 10 quận của Nhật Bản. Lệnh cấm sẽ được áp dụng nếu Nhật Bản xúc tiến kế hoạch xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển. Theo người đứng đầu Cơ quan Môi trường và Sinh thái Hồng Kông, lệnh cấm nhập khẩu sẽ bao gồm tất cả sản phẩm thủy sản sống, đông lạnh, sấy khô hoặc bảo quản khác. Bên cạnh đó, muối biển và rong biển cũng sẽ bị cấm. Hồng Kông là thị trường xuất khẩu nông thủy sản lớn thứ hai của Nhật Bản sau Trung Quốc đại lục. Kế hoạch xả nước thải phóng xạ của Nhật Bản được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phê duyệt, tuy nhiên vẫn đang vấp phải sự phản đối của trong và ngoài nước do lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, trong năm ngoái, Nhật Bản đã xuất khẩu 75,5 tỷ yên, tương đương với 536 triệu đô la Mỹ, các sản phẩm thủy sản sang Hồng Kông, Trung Quốc. Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là nơi duy nhất trong tỉnh này còn gìn giữ nghề làm muối. Vụ muối năm nay, bà con diêm dân thêm niềm vui khi năng suất muối cao hơn và giá cũng cao hơn so với mọi năm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Để làm một mẻ muối, diêm dân Quảng Phú từ sáng sớm đã phải cho nước vào ruộng. Sau đó phơi nắng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ thì bắt đầu cào muối. Lúc này, muối được gom và nhập cho thương lái. Trung bình, với 2 lao động trên 1 hecta ruộng muối cho năng suất khoảng 1 tấn muối hạt. Với giá thu mua tại ruộng là 2 triệu một tấn muối, tính ra thu nhập mỗi lao động được 1 triệu đồng một ngày. Hiện, xã Quảng Phú có hơn 200 hộ dân làm nghề muối trên diện tích đồng muối hơn 78 hecta. Vào tháng 5 đầu vụ cho đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi cho diêm dân bám ruộng sản xuất. Nhằm tạo đầu ra ổn định cho diêm dân, Hợp tác xã Muối Quảng Phú đã được thành lập. Qua đó, Hợp tác xã đã xây dựng nhà xưởng, thu mua muối cho bà con tại ruộng, tạo điều kiện cho sự phát triển nghề muối Quảng Phú.